Dạ thưa quý vị, và vừa rồi thì Quy cũng có vào đây, quý vị cũng nghe một số ý kiến của các vị dân cử hay là các người dân ở đây. Thì hôm nay mình thấy được rằng là Quy đến để mà chúc mừng cho cái văn phòng của dân biểu California Địa Hạt 70, dân biểu Chí Tạ, và cũng là cái văn phòng ở tại thành phố Washington luôn, nơi mà trước đây dân biểu Chí Tạ làm thị trưởng. Và anh Chí chọn cái văn phòng này ở đây là do cái ý của mình hay là do cái nhu cầu của cái công việc? Rất là cảm ơn, chúng tôi cảm ơn anh Trương Quốc Huy cũng như rất nhiều đồng hương, các một số dân cử cũng như là một số những viên chức cảnh sát cũng đã đến đây trong ngày hôm nay. Thì cái văn phòng này đó là do chúng tôi chọn để mà thuận lợi cho tất cả thành phố, đặc biệt là văn phòng ở trên đường Beach thì Westminster cũng tới rất là thuận lợi, Garden Grove, Fun Valley hay là Los Angeles, giống như trung tâm vậy đó, trung tâm. Và ở cái văn phòng này có thể đi ra freeway, có thể đi ra tất cả những cái thành phố. Thành ra đây là một cái văn phòng mà theo chúng tôi thiết nghĩ rằng nó rất là thuận lợi cho cư dân đang sống trong đơn vị 70 và đặc biệt trong đó có đồng hương Việt của chúng ta. Giống như là vừa rồi ông dân biểu có nói thì quý vị cũng biết là cái văn phòng dân biểu ở tại một cái khu vực đó, nó quan trọng lắm. Trước đây có thể quý vị thấy là các vị dân cử khác họ ở những cái văn phòng khác, tức là mình có thể mình chọn ở đâu cũng được, không ở đâu trong cái địa hạt này hay là có thể là ở một nơi khác thôi. Mình có thể mình đề nghị cái địa điểm văn phòng của mình. Tuy nhiên á, trên bang đó họ phải chấp thuận, bởi vì những cái tiền thuê mướn, những cái chi phí thuê mướn là cái này là chi phí của chủ bang. Tức là nhưng mà họ sẽ theo những cái yêu cầu của mình để cho có cái sự thuận lợi để mà có thể làm việc và tiếp xúc với đồng hương, tiếp xúc với cư dân một cách rất là thuận tiện. Về cái chuyện mà để mình phục vụ cho người dân trong cái địa hạt mà trước đây cử tri họ đã mến mình để họ tín nhiệm và bầu cho mình đó, thì quý thấy là về cái mặt mà tình cảm của đồng hương á, quý thấy hầu như ai cũng mến ông dân biểu Chí Tạ hết. Và được một cái thuận lợi là trong cái quá trình mà làm thị trưởng trước đây của thành phố thì anh Chí cũng đã tham gia rất là nhiều cái ở đây, không phải là vai trò thị trưởng không, thấy Quy thấy anh có tham gia với cảnh sát nè, rồi không phải ở đây nữa mà của cao đi luôn. Thì ngày hôm nay quý vị thấy những cái đơn vị đó họ đến họ chúc mừng, rồi giống như là họ sẽ có cái thuận lợi hơn để mà làm việc với mình trong tương lai. Thì hôm nay chúng tôi rất là vinh dự có được sự có mặt của một số viên chức cảnh sát của Westminster, cảnh sát của Garden Grove và California Highway Patrol, tức là cảnh sát freeway đó, lo đi tuần tiễu trên freeway. Thì và một số cảnh sát trưởng cũng có mặt, như là cảnh sát trưởng của Garden Grove, của Westminster và của thành phố South Beach cũng có mặt, cũng như một số các vị dân cử của các thành phố trong đơn vị 70 họ đều có mặt. Và đặc biệt hơn hết đó là có rất nhiều cư dân và đồng hương họ đã thương mến chúng tôi và họ đã có mặt, và chúng tôi rất là biết ơn. Mình thấy hình ảnh bà con Việt Nam mình thấy thân thương ha, rất là Việt Nam. Thưa thị trưởng, thì là vừa rồi thì với cái vai trò mới ở trên nước hội thì Quy cũng chưa có dịp mà gặp gỡ thị trưởng nhiều, thì bây giờ ngay tại văn phòng mới đây, thị trưởng có thể cho biết thêm những cái công việc mới mà vừa rồi thị trưởng tham gia ở trên quốc hội nó như thế nào? Rất là cảm ơn Quy hỏi chúng tôi. Thì cái vai trò của cái người dân biểu đó là đưa ra những luật, những dự luật. Thì khi mà một cái dự luật mà đưa ra đó thì nó phải đi theo từng bước. Cái bước thứ nhất á, là phải có cái buổi điều trần trong một ủy ban về cái dự luật đó. Sau khi mà ủy ban bỏ phiếu xong để mà chấp thuận cái dự luật đó đó, thì cái dự luật đó sẽ đi qua sàn hạ viện, và tất cả các dân biểu, 80 dân biểu tiểu bang California sẽ bỏ phiếu cái dự luật của mình, bởi vì cái dự luật đã được thông qua tại một ủy ban. Thì sau khi mà thông qua luôn tại sàn hạ viện đó, thì cái bước kế tiếp đó là cái dự luật đó sẽ lên trên sàn thượng viện để bỏ phiếu, và sau khi thông qua luôn sàn thượng viện đó sẽ được sẽ tùy theo thống đốc có chấp thuận hay là phủ quyết cái luật đã được thông qua tại hạ viện hay thượng viện hay không. Và có một số dự luật nhiều khi đã được thông qua hai viện rồi
Nhưng tuy nhiên khi mà đưa lên bàn của thống đốc lại có sự cân nhắc cái dự luật này nó tốn kém nhiều quá, nó không thích hợp, rồi thống đốc lại có quyền để mà phủ quyết nữa. Thành ra một cái dự luật mà thành luật á, nó sẽ có cả một cái quá trình. Dạ. Và như nghe nói rằng là ở trên quốc hội anh tham gia vào một cái ủy ban giáo dục, thì anh có cho biết cụ thể những cái việc mà mình đang làm như vậy. Rất là cảm ơn Huy. Chúng tôi thì hiện nay là phó chủ tịch của hai ủy ban, ủy ban về vấn đề đại học, tức là nó gọi là high education, là những cái cấp từ đại học trở lên, tức là community college, Cal State, hệ thống CSU và hệ thống UC. Và cái ủy ban thứ hai mà chúng tôi làm phó chủ tịch đó là cái ủy ban cho các vị cao niên. Rồi còn bốn ủy ban khác nữa chúng tôi cũng là thành viên, cũng đi họp trong những cái ủy ban đó, như là ủy ban về môi trường, ủy ban về thuế vụ, ủy ban về các vụ chiến binh. Đó là những một số những cái ủy ban. Sở dĩ mà dân biểu Cộng hòa đó bận hơn dân biểu Dân chủ đó, tại vì cái luật bất thành văn đó là tất cả ủy ban thì phải có Cộng hòa và Dân chủ. Mà khi mà Cộng hòa ít lưỡng đảng, phải có lưỡng đảng, mà khi Cộng hòa ít á thì Cộng hòa phải đi họp nhiều hơn. Dân biểu Cộng hòa ít hơn. Thành ra dân biểu Cộng hòa phải cực hơn, tức là dân biểu Cộng hòa đó phải được giao trách nhiệm là có nhiều ủy ban hơn. Ví dụ chúng tôi là có tới tất cả là 6 ủy ban. Còn thí dụ một người dân biểu Dân chủ thì chỉ có 1 hay 2 ủy ban mà thôi. Tại vì cái số đông, nó phải chia ra. Theo luật bất thành văn là cái ủy ban nào cũng phải có Cộng hòa và Dân chủ hết, để cho nó có những cái tiếng nói đồng đều. Thì đó là một số những cái sinh hoạt ở trên thủ phủ Sacramento. Thì thì từ thứ 2 cho tới thứ 5 đó, thì thời khóa biểu của chúng tôi là chúng tôi làm việc ở trên Sacramento. Thì ở trên Sacramento thì cái thời gian mà từ đây cho tới tháng 9 rất là bận, tức là vừa họp rất nhiều những cái kỹ nghệ, rất nhiều những cái hội đoàn, rất nhiều những nhóm họ tới, họ xin gặp gỡ để họ biết về cái quan điểm của mình, cũng như là họ chia sẻ những cái nguyện vọng, những cái quan tâm của họ. Rồi cái người dân biểu đó phải đi họp các ủy ban, rồi phải đi họp ra sàn hạ viện. Rồi ngoài ra còn có những cái sinh hoạt khác nữa của những cái vị dân biểu với nhau. Thành ra phải nói cái thời gian chúng tôi là từ 8 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Một ngày là cứ là từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối. Thành ra 8 giờ tối mình mới trở về cái nơi mình ở trên Sacramento. Rồi tới 3 giờ, thường 3 giờ ngày thứ 5 á, thì chúng tôi lại bay về lại. Thành ra từ tối thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật là chúng tôi ở lại cái khu vực 70 để mà đi tham dự sinh hoạt hay là tiếp xúc với đồng hương. Coi như là không có thời gian nhiều luôn đó, coi như nó phải làm việc liên tục. Dạ đúng. Ngoài cái việc hành chính ra là mình còn có những cái việc chẳng hạn như là xã hội. Dạ. Sinh hoạt của các cụ cao niên đồ cũng phải có mặt. Dạ đúng. Wow, thì quý vị thấy không, một vị dân cử mình thấy là thời gian mình tưởng đâu là làm việc còn nhiều hơn là làm việc nhiều hơn cái người thị trưởng. Dạ. Trước cái người thị trưởng đã làm việc nhiều rồi, nhưng mà cái người dân biểu cấp tiểu bang làm việc còn nhiều hơn. Nhưng mà tính ra nếu mà dân biểu nói như vậy đó, quý thấy cái thời gian của mình nó bị kéo dài quá không? Tức là đôi khi nó vô chừng lắm, không có phải lúc nào là nghỉ. Tại không vì ví dụ rồi. Như cái hành chính là nghỉ. Nhưng mà bây giờ buổi chiều ví dụ như là bên veteran của chiến binh người ta mời cũng phải đi. Mà ở trên tiểu bang á thì họp rất là nhanh. Dạ. Và đó là cái nghị trình đó, họ ra rất là nhanh, nhiều khi là trong vòng 24 tiếng là sẽ có một cái nghị trình mới. Và khi mà cái người chủ tịch quốc hội đó họ muốn triệu tập buổi họp là họ sẽ triệu tập buổi họp. Chứ nó hơi khác ở cái cấp địa phương là phải qua 72 tiếng. Ở trên cấp trưởng bang thì họ có thể họ đưa vô ở trong cái nghị trình trong vòng 24 tiếng rất là nhanh. Rồi nhiều như giờ có những cái chuyện ấy là chiều họp rồi tới tối luôn phải cho xong luôn. Thì hai phía ở phía bên Cộng hòa hay là phía bên Dân chủ họ đều có những cái người cố vấn về từng cái lĩnh vực. Ví dụ như là vô cái lĩnh vực môi trường, vô cái lĩnh vực thuế vụ, vô cái lĩnh vực thương mại đó thì phía đảng Dân chủ họ cũng có riêng của họ, phía đảng Cộng hòa mình cũng có riêng của mình. Thành ra khi mình vô trong ủy ban mình họp đó thì sẽ có một cái người cố vấn về vấn đề đó, họ ngồi sát bên những cái người dân biểu đảng Cộng hòa, hay những người cố vấn phía đảng Dân chủ họ sẽ ngồi sát bên
để mà nếu mà cái người dân biểu dân chủ và cộng hòa họ có tham khảo gì thì họ sẽ tham khảo với cái người cố vấn đó, cái người đó là thuộc cái người đó là chuyên môn về cái lĩnh vực đó. Dạ. À, thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị cũng nghe trình bày của dân biểu Chí Tạ Địa Hạt 70 về những cái công việc mà ông đã làm ở trên Quốc hội Sacramento. Bây giờ quý muốn là dân biểu nói chuyện với lại đồng hương của mình. Cái văn phòng mình mở ra mình có những cái gì để phục vụ cho đồng hương ở tại đây này? Dạ, rất là cảm ơn quý. Cái văn phòng của chúng tôi là trên đường Beach và góc đường 11, rất gần đường Hazard và cũng nằm trong thành phố Westminster. Thì cái văn phòng này mở cửa từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều từ thứ hai cho tới thứ sáu, mở cửa từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều từ thứ hai cho tới thứ sáu. Thì tất cả những vấn đề gì mà liên quan tới chính quyền tiểu bang, xin quý vị cứ đến văn phòng của chúng tôi, hay là xin quý vị cứ liên lạc với văn phòng của chúng tôi. Văn phòng của chúng tôi có vài nhân viên nói tiếng Việt sẽ sẵn sàng giúp đỡ tất cả quý đồng hương. Dạ, đó là cái vai trò mà phục vụ của dân cử. Thì cảm ơn hết tất cả quý vị. Vừa rồi Quy cũng là một người rất là ủng hộ cho dân biểu Chí Tạ, bởi vì Quy biết được rằng là khi mình có một người Việt Nam ở trên quốc hội thì khi mà mở những văn phòng như thế này, quý vị nói tiếng Việt, quý vị tới đây, quý vị có thể nói được những cái nguyện vọng của mình, hay là thậm chí là có những cái chuyện có thể nhiều khi không có liên quan đến cái chuyện của tiểu bang, nhưng mà ở đây các cái nhân viên của văn phòng này có thể hướng dẫn cho quý vị qua những cái nơi mà có thể giải quyết được các cái vấn đề mà cần thiết của người dân. Đó là cái mà cái điều mà tại sao mà những cái luật hay là cái điều kiện của quốc hội ở đây hay của tiểu bang họ mở những cái văn phòng như vậy. Đó là những cái điều mà quý muốn chia sẻ cùng với đại đồng hương Việt Nam của mình ở đây. Và mình cũng chia vui những cái điều hãnh diện khi mà mình là người Việt Nam đến đây rồi mình phục vụ lại cho dân chúng, cho cộng đồng của mình, mà không những cho cộng đồng Việt Nam của mình mà cho luôn cả cư dân người bản xứ nữa. Nói một cách rộng hơn nữa là mình thể hiện cái trách nhiệm của mình đối với lại cái quốc gia mà mình đang sống là đất nước này. Chúc mừng anh dân biểu Chí Tạ. Đúng ra là kêu bằng ông á, nhưng mà quen. Dạ. Thưa quý vị, thì Quy cũng hay lộn hoài, cứ ông thị trưởng hoài, mà ở đây ở thành phố bên tôi có hai ông Chí nữa, nên thành ra mình cứ lộn rất là nhiều người lộn chứ không phải đồ mình không. Dạ rồi, cảm ơn anh Chí, và cũng chúc mừng để mình có thêm được nhiều thời gian và có thêm được cái sức khỏe để phục vụ cho người dân ở đây. Cảm ơn anh Huy. Tròn kính mời quý đồng hương tham dự chương trình nhạc hội Hoa Anh Đào hoàn toàn miễn phí, được tổ chức tại Eden Center trong suốt 2 ngày thứ bảy 25 và chủ nhật 26 tháng 3, từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối, quy tụ nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng: Mạnh Quỳnh, Thanh Tuyền, Trịnh Lam, Karen Kim, Anh Khoa, Phương Hồng Quế, Tuấn Châu, Ngọc Huyền, Tuấn Quỳnh, Vũ Quang Vinh, Nguyễn Tiến Dũng, Tina Ngọc Lan, Chế Phong, Phạm Khánh Hưng, MC Việt Thảo cùng The Night Band. Đặc biệt trong 2 ngày nhạc hội, nồi cơm điện 10 cấp hiệu Tiger làm tại nhà chỉ 99 đồng, cao hồng sâm Hàn Quốc 6 tuổi một hộp 500 gram giá 100 sale 48 đồng, chảo không dính Made in Korea chỉ 6 đồng, cùng với chương trình hoán đổi ghế massage hư cũ, sofa, bàn ăn nệm cũ từ 500, 700 cho đến $1,000 để mua ghế massage mới làm tại Nhật, nệm cứng chống đau lưng cao cấp Lamborghini, bàn ăn Sofaya 100% Made in Italy chỉ có tại Teletron. Đón mừng mùa hoa anh đào, hãy cùng chung vui với Teletron và các ca nghệ sĩ trong chương trình nhạc hội vô cùng đặc sắc, hoàn toàn miễn phí, được tổ chức tại Eden Center, Washington DC trong suốt 2 ngày thứ bảy 25 và chủ nhật 26 tháng 3 từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối. Điện thoại liên lạc 703-237-8999. Trang nhà teletronusa.com.